Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm 36 người chết và 64 người khác bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3,89% số vụ, giảm 12,1% người chết và giảm 9,8% số người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 63 người bị thương. Đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Qua phân tích, nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành các quy định về pháp luật trật tự giao thông, vi phạm tốc độ, phần đường, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Tuyến đường Nguyễn Trích thuộc phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa có chiều dài chưa đến 400m, nối đường Trần Hưng Đạo với đường Lò Chum thuộc phường Trường Thi, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo phản ánh của người dân sinh sống ven tuyến đường Nguyễn Trích, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, đoạn này trước đây đã có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, khi sửa chữa nâng cấp cầu sâng, tuyến đường nằm trong phương án phân luồng giao thông thuộc khu vực phía Bắc để vào nội thị thành phố, lưu lượng xe cộ lưu thông tăng đột biến, gây hư hỏng mặt đường. Hiện mặt đường xuất hiện chằng chịt các ổ gà, người dân đã phản ánh lên Ủy ban dân phường Nam Ngạn và đơn vị thi công sửa chữa cầu sâng, đề nghị khắc phục tình trạng hư hỏng nền mặt đường. Song đến nay vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống sân tập, phương tiện thực hành lái xe. Đặc biệt, các cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát chặt chẽ thời gian tham gia học của học viên. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Năm 2023, Trường Trung cấp nghề Hưng Đô được phê duyệt đào tạo 6.000 lái xe mô tô hạng 1 và 2.100 lái xe ô tô từ hạng B1, B2, C, D đến hạng E. Thực hiện thông tư số 38, thông tư số 04 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, nhà trường đã đầu tư lắp đặt thiết bị điện tử DAT trên các phương tiện tập lái nhằm quản lý chặt giờ dạy và học của giáo viên, học viên. Đối với những trường hợp mà học viên mà không hoàn thành cái chương trình thời gian các môn học theo quy định đề ra đấy, thì nhà trường sẽ không tổ chức xét duyệt cho tham gia học các trò tiếp theo, cũng như là không xét duyệt cho cái điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Và tất cả những học viên nêu trên thì sẽ được nhà trường tổ chức là có kế hoạch bù học bù và sẽ được học hoàn thiện toàn bộ những cái chương trình thiếu đã và sẽ được tiếp tục xét cho tổ chức thi bổ sung. Thông tư số 04 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải áp dụng mô hình cabin điện tử vào giảng dạy cho học viên trước khi thực hành lái xe trên đường. Sau đó, ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe cơ giới đường bộ Thống Nhất đã lắp đặt đưa 2 cabin điện tử vào giảng dạy lái xe, qua đó giúp học viên từng bước làm quen với phương tiện, thao tác, kỹ năng điều khiển phương tiện trước khi thực hành ngoài đường. Cơ sở đã đầu tư ký hợp đồng với công ty thiết bị điện tử lắp 2 thiết bị cabin điện tử và tiến tới sẽ lắp 2 chiếc nữa để cho phục vụ cho học viên khỏi chờ đợi và học đạt kết quả tốt, phục vụ cho công tác đào tạo sát hạch ở vùng phía Tây Thanh Hóa. Hiện nay Thanh Hóa có 8 cơ sở đào tạo lái xe và 9 trung tâm sát hạch lái xe. Thực hiện các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đào tạo lái xe cơ giới, các trung tâm cơ sở đào tạo đã tăng cường quản lý thời gian giảng dạy và học của giáo viên, học viên, đảm bảo học thật thi thật. Trước diễn biến tình hình trật tự giao thông ngày càng phức tạp, đặc biệt là phương tiện xe ô tô tăng đột biến hiện nay, nếu không siết chặt quản lý, trang bị cho học viên kỹ năng điều khiển phương tiện, hướng dẫn lái xe an toàn khi tham gia giao thông, sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Vì vậy, các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, chú trọng giảng dạy các kỹ năng xử lý tình huống tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện trên đường cao tốc, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.